Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Ở trong video xây dựng một bộ cấu hình PC hôm trước, mình đã làm về combo CPU AMD Ryzen 3 3100 kết hợp với cả loại RX 5600XT. Tất nhiên, rất nhiều bạn thích cái combo đấy bởi vì fan của AMD bây giờ rất nhiều. Thế nhưng, mình đọc ở trong phần comment, có nhiều bạn lại đam mê CPU đến từ Intel. Và đấy, mình sẽ quyết định chiều anh em xây dựng một bộ cấu hình xoay quanh mẫu CPU Intel Core i3 10100M. Hãy cùng mình tìm hiểu xem cấu hình ngày hôm nay có điểm gì đặc biệt nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận một chút về các thành phần linh kiện ở ngay bên ngoài. Đây là vỏ cây Kino eSport với mặt trước, đây cái phần mặt đây là kính cường lực. Và đây, khu vực này các bạn có thể đặt được 3 quạt. Thực tế ra thì mình đã lắp được 2 quạt rồi. Mình lắp quạt thứ 3 thì do mình lắp hơi sai một chút, thế nên mình chỉ lắp 2 quạt thôi. Nếu như bạn nào thích thì có thể lắp thành 3 quạt. Và đây cũng là tản nhiệt tới từ ID Cooling luôn. Nếu như các bạn thích ấy, thì có thể mua combo này, bởi vì vốn dĩ ở trong cái bộ PC mình giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay, trong cái mức giá có sẵn là chưa tới 14 triệu đồng thì sẽ không có sẵn những cái led RGB như này. Nếu bạn đam mê tích thêm vào đi, đẹp mà giá không đắt lắm đâu, bởi vì một kit 3 fan mình nhớ không lầm thì rơi khoảng độ 699.000 đồng mà thôi. Và tản nhiệt này thì rơi khoảng từ 500 tới 700, các bạn có thể lựa chọn sao cho tùy ý thích nhất. Và card họa, đây nhìn card họa các bạn nhìn dòng chữ Qilitech. Đối với những bạn nào mà không biết Qilitech là hãng nào thì Qilitech là một hãng sản xuất các mẫu card họa Quadro nhiều hơn. Nếu như bạn nào mà mua các card họa Quadro thì chắc chắn sẽ đều nhìn thấy tên là Qilitech gọi là nhiều nhất đấy. Và mình sẽ nói thêm một chút thì đây là RTX 2060 Hurricane, gọi là Hurricane, gọi là Huri gì điều đó, tên tiếng Anh của mình thì đọc không được giỏi lắm. Thì card họa này dĩ nhiên rất ngon, RTX 2060 bây giờ giá rất rẻ, chỉ khoảng từ 7-9 triệu đồng thôi. Các bạn đã có thể sở hữu một mẫu card họa mà ngày xưa mức giá loanh quanh khoảng từ 13 tới 16 triệu đồng. Và nếu bạn chơi game trên độ phân giải Full HD thì RTX 2060 sẽ là một sự lựa chọn vô cùng xuất sắc. Rồi, bây giờ mình sẽ đề cập tới nhân vật chính của chúng ta, CPU Intel Core i3 10100F 4x8 giường, thu nhiệt boost tối đa rất cao. Mình nhớ không làm rơi vào khoảng độ 4.1 hay là 4.2, 4.3 gì đấy. Nói chung đây một mẫu CPU nôm na ra này, gọi đội lốt CPU Intel Core i7 7700. Các bạn có thể hiểu nhanh như vậy. Thì với mẫu CPU này các bạn hoàn toàn có thể đi được với cả loại RTX 2060, chơi các tựa game online hoặc là offline đều không vấn đề gì cả. Các tựa game đòi hỏi 4 nhân thì hoàn toàn ok. Còn đối với những tựa game ăn rất nhiều phần CPU ấy thì có lẽ các bạn sẽ phải nâng lên Intel Core i5. Không sao, đấy là do tựa game nó đòi hỏi vậy, mỗi game đòi hỏi một kiểu mà. Thì mẫu CPU này có bus RAM hỗ trợ là 2666, và vì thế mình đã lựa chọn hai thanh RAM 8GB với tổng lưu lượng 16GB tới từ Keystone và bus RAM 2666 để không gây lãng phí hiệu năng của toàn bộ hệ thống, và chắc chắn sẽ không có hiện tượng nghẽn cổ chai đâu. Vậy là chúng ta đã đi gần hết các thành phần linh kiện quan trọng rồi. Chúng ta sẽ tới một phần mà các bạn rất khó nhìn được bởi vì mình che mắt rồi còn đâu nữa, đó chính là về phần bộ nguồn. Khi các bạn sử dụng một bộ nguồn, các bạn quan tâm tới đó chính là về phần hiệu năng của bộ nguồn có ổn định hay không. Thế nhưng đối với một bộ PC mà hướng tới hiệu năng giá thành, chắc chắn có nhiều bạn hay bỏ qua vấn đề bộ nguồn. Mình khuyên không nên làm như vậy, bởi vì bộ nguồn chính là phần trái tim của hệ thống. Trái tim khỏe thì hệ thống các bạn hoạt động mới ổn định được. Nếu như các bạn sử dụng một bộ nguồn gọi là không tên tuổi, đồng ý một điều là thời gian đầu sử dụng có thể nó sẽ không sao đi, thế nhưng khi hoạt động lâu dài, ai sẽ là người đảm bảo cho các bạn? Vì thế mình đã lựa chọn một bộ nguồn GameMark với chuẩn 80+. Và một điều thú vị nữa, đằng sau có một nút Eco đấy, mình có thể bấm được, nhưng mình che rồi các bạn không nhìn được đâu. Cái nút Eco này thì mình chưa chắc là nó có tiết kiệm được bởi vì mình không thể đo đạc chính xác. Thế nhưng mình đảm bảo được với các bạn rằng khi các bạn kích hoạt nút Eco thì quạt của các bạn sẽ quay nhẹ hơn và qua đấy yên tĩnh hơn. Quạt quay nhẹ hơn, yên tĩnh hơn, biết đâu tiết kiệm các bạn tháng khoảng độ vài nghìn tiền điện thì sao. Rồi, chúng ta sẽ đến thành phần linh kiện cuối cùng, đó chính là phần main. Main sẽ là H410 HDV tới từ ASRock. Đây là một trong những mẫu main có mức giá gọi là hữu nghị nhất mà các bạn có thể chọn mua để kết hợp với CPU Intel Core i3 10100F. Và mẫu main cũng hỗ trợ bus RAM rất cao và tối đa có thể là 2933. Thế nhưng như mình đã nói ở phần đầu video, ở phần giữa video thì mới đúng hơn, CPU Intel Core i3 10100F nếu các bạn cắm lên main H hoặc là main B sẽ chỉ nhận bus RAM 2666 thôi. Nếu nhận bus RAM cao hơn thì các bạn phải cắm trên main Z. Rồi, thì bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng để các bạn có thể thấy được hiệu năng của PC này sẽ ra như thế nào nhé.
các bạn thấy phần trải nghiệm hiệu năng vừa rồi như thế nào? Có bạn nào kêu nghẽn cổ cha hay là không? Tất nhiên, một số tựa game ăn rất nhiều phần CPU thì CPU Intel Core i3 10100F tỏ ra hơi yếu một chút thôi. Thật ra nếu mà các bạn tối ưu được toàn bộ tất cả các tựa game, chơi cả CPU cả GPU mà không gặp bất kỳ một vấn đề nào thì khi đấy mức giá sẽ rất cao. Và đây là một bộ PC có mức giá chỉ loanh quanh hơn 13 triệu đồng một chút, dưới 14 triệu đồng. Và đối tượng hướng tới là những bạn game thủ thì sẽ phù hợp hơn, bởi vì đối với nhu cầu chơi game các tựa game online hoặc offline, 4 nhân đáp ứng hoàn toàn ổn và không hề vấn đề gì cả. 16GB RAM nữa. Còn đối với những bạn nào mà hướng tới đối tượng hoặc là nhu cầu làm việc, ví dụ như kiểu làm việc Photoshop, thì Intel Core i3 10100F vẫn có thể làm hoàn toàn ổn, hoặc là Illustrator nữa vẫn hoàn toàn ok. Còn đối với những bạn làm việc ví dụ như kiểu là edit video qua phần mềm Adobe Premiere hoặc là hiệu ứng qua After Effects, thì khi đấy tùy project sẽ mượt hay không thì ở đấy là do project các bạn làm thôi. Còn ý kiến cá nhân của mình, nếu như bạn chỉ thuần chơi game thôi, các bạn hoàn toàn có thể mua được con CPU Intel Core i3 10100F kết hợp với RTX 2060 mình đang có ở đây, hoặc các bạn có thể click vào đường link bên trên mua combo CPU AMD Ryzen 3 3100 kết hợp với cả đoạn RX 5600XT. Nếu như các bạn có gần 14 triệu đồng, các bạn sẽ mua combo nào, AMD hay là Intel? Ý kiến hãy để lại ngay dưới mục bình luận cho chúng mình được biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào, thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.